Rồi, chúng ta cùng đến với chủ điểm 2. Phần ôn tập dự học kỳ 1 lớp 11, đó là phần nhận biết hợp chất vô cơ các em nhé. Ở câu số 1, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau, và yêu cầu của đề là không được phép dùng quỳ tím các bạn nhé. Thì đây đề bài cho các hóa chất như sau này, chúng ta sẽ có là magnesium sulfat. Rồi, kali sulfat. Rồi cho tiếp là nhôm clorua. Và cuối cùng là muối amoni clorua. Thì thông thường những cái bài mà nhận biết có muối amoni và có thêm muối của nhiều kim loại như thế này thì thông thường chúng ta sẽ chọn cái hóa chất đó chính là natri hydroxit các bạn nhé. Ta chọn NaOH. Một bazơ mạnh nào đó nhé, một bazơ mạnh. Ở đây thì chúng ta sẽ cho natri hydroxit. Và các bạn cho đến dư luôn nhé. NaOH dư. Rồi. Thì hiện tượng xảy ra ở cái phương trình đầu tiên về muối magie này sẽ tạo ra MgOH hai lần kết tổ, thì hiện tượng là có kết tổ trắng nha, kết tổ trắng này. Và các bạn ghi là ký hiệu là phương trình số 1. Với muối kali sunfat thì các bạn sẽ không có hiện tượng gì cả nha, sẽ không có hiện tượng gì hết. Còn với muối nhôm clorua thì các bạn sẽ có hiện tượng là kết tổ keo trắng. Rồi sau đó kết tổ nó sẽ tan đi. Và sau đó tan. Đó, đây là hiện tượng, đây là phương trình số 2. Còn với muối amoni thì rất là rõ ràng rồi, khi các bạn bỏ môi trường 3 giờ vào bất kỳ muối amoni nào cũng thoát khí mùi khai. Cũng thoát khí mùi khai hết. Chúng ta sẽ có phương trình số 3. Vậy thì sau khi đã trình bày xong về cái hiện tượng như vậy thì các bạn phải trình bày cái phương trình phản ứng để cho người chấm người ta biết được nha. Các bạn bắt đầu trình bày các cái phương trình phản ứng ra. Thì phương trình số 1, magie sunfat cộng với natri hydroxit này, thì hiện tượng này tạo ra kết tổ trắng. Thì kết tổ trắng ở đây chính là MgOH hai lần các bạn nhé. Đấy, các bạn phải thuộc 8 bazơ mạnh. Thì cái MgOH hai lần nó không thuộc vào cái mạnh nên nó sẽ là yếu và kết tổ đấy. Rồi chúng ta sẽ có natri sunfat. Rồi. Phương trình số 2. Phương trình số 2 này thực tế là nó sẽ gồm có hai phương trình đó các bạn. Gồm hai phương trình đấy. Thế đầu tiên là cái muối nhôm clorua này các bạn sẽ cho cộng với NaOH này. Thì hiện tượng đầu tiên là sẽ tạo ra kết tổ keo trắng nhôm hydroxit. Đấy, phương trình này. Nhưng mà sau khi các bạn cho NaOH dư thì vì bản chất nhôm hydroxit là một chất lưỡng tính nên nó sẽ tan mất. Nhôm hydroxit lưỡng tính này sẽ tan trong NaOH dư. Hòa tan tạo natri aluminat. Ok. Phương trình số 3 là phương trình tạo khí mùi khai của muối amoni. Phương trình 3. Tất cả các muối có NH4 khi bỏ một bazơ mạnh vào thì đều thoát khí hết. Các bạn sẽ có đây là muối natri clorua này, chúng ta sẽ có NH4OH không bền biến thành NH3 khí mùi khai và cộng với nước. Ok, như vậy chúng ta đã xong được cái bài nhận biết số 1, bài đầu tiên các bạn nhé. Rồi, chúng ta đến với câu số 2, phần nhận biết. Thì nhận biết ở đây gồm có các muối baricloro, kali sunfat, natri nitrat và natri carbonat. Thì các bạn ý rằng là những cái bài mà nó có cái muối carbonat này thì chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta bỏ vào một môi trường axit. Tại vì gốc carbonat này khi mà tác dụng với H cộng thì sẽ thoát khí CO2, đúng không? Đó là hiện tượng. Một cái dấu hiệu thứ hai, những cái bài mà nhận biết có bari thì các bạn sẽ thông thường sẽ dùng gốc sunfat, đúng không? Gốc sunfat, tại vì là bari sunfat sẽ kết tổ. Vậy thì với hai cái dấu hiệu này, carbonat và bari, đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái chất mà vừa thỏa mãn có H cộng mà vừa thỏa mãn có gốc sunfat luôn, đó chính là axit sulfuric, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết lại bài này. Chúng ta có bari clorua này, kali sunfat, chúng ta có natri nitrat, rồi chúng ta có natri carbonat. Đấy, 4 chất. Rồi, bây giờ hóa chất chúng ta sẽ dùng ở bài này chính là dung dịch axit sulfuric.
bạn dùng loãng thôi nhé, không cần đặc. Đấy. Thì hiện tượng đầu tiên với muối bari ở đây thì các bạn sẽ có bari sunfat kết tủa trắng, như vậy hiện tượng này là kết tủa trắng này. Và phương trình số 1 ở đây thì sẽ không, kali sunfat sẽ không có hiện tượng gì. Với muối natri nitrat thì cũng không có hiện tượng gì các bạn nhé, không có hiện tượng gì hết. Còn với muối carbonat thì do có H cộng gặp CO32 trừ thoát khí, thì bạn sẽ khí, thoát khí. Khí này không màu, không mùi. Không màu, không mùi gì cả. Muối khí CO2. Rồi, như vậy là qua lượt bỏ đầu tiên thì các bạn mới biết được hai chất thôi, đúng không? Chúng ta biết được chất này này và chất này thôi. Còn hai cái chất là kali sunfat và natrin thì chúng ta chưa biết. Bây giờ trong hai cái hóa chất này thì chúng ta phải chọn. Chúng ta sẽ chọn cái gốc sunfat này để nhận biết. Và chúng ta qua lượt bỏ đầu tiên thì chúng ta đã biết được bari clorua rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái dung dịch bari clorua đó. Đó, chúng ta đi mang thử lại. Rồi, ok. Như vậy với lớp kali sunfat thì kết hợp lại với bari này. Ở đây cũng sẽ là kết tủa trắng. Các bạn sẽ có phương trình 3. Còn cái kali nitrat này, natri nitrat này thì vẫn là không hiện tượng. Như vậy, ở bài này thì chúng ta cũng chỉ sử dụng một thuốc thử, đó chính là acid sulfuric thôi. Còn bari clorua chúng ta đã biết được rồi, chúng ta sử dụng lại thì không được tính là hóa chất ngoài nhé. Bài này vẫn là một thuốc thử. Rồi chúng ta sẽ viết các cái phương trình phản ứng nha. Phương trình 1 cộng với acid sulfuric ha, và sẽ có được bari sunfat kết tổ màu trắng này. Rồi, phương trình số 2 là natri carbonat khi cộng với acid sulfuric thì chúng ta sẽ có muối natri sunfat này. Gốc carbonat gặp H cộng thì thoát khí CO2 và nước. Ok, phương trình số 3, phương trình cuối cùng là chúng ta sẽ lựa chọn kali sunfat cộng với bari clorua. Các bạn sẽ có bari sunfat kết tủa cộng với 2KCl. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài số 2 phần nhận biết. Rồi, ta sẽ đến với câu số 3 phần nhận biết các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy một cái dấu hiệu rằng trong cái bài nhận biết này có muối amoni. Thì nhận biết muối amoni thì chúng ta sẽ bỏ môi trường 3 giờ là OH trừ vào thì nó sẽ thoát khí NH3 mùi khai. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta lại có một cái muối amoni nữa, đúng chưa? Vậy nếu chúng ta bỏ một môi trường 3 giờ bình thường không ấy thì cả hai cái này đều thoát khí NH3 mùi khai hết thì chúng ta sẽ không biết được. Nhưng ở đây cái muối amoni này là amoni sunfat, mà gốc sunfat thì thông thường sẽ nhận biết qua bari, đúng không? Tại vì nó là bari sunfat kết tủa. Vậy dựa trên cái ý là trong một các bạn nhận biết mà một chất mà vừa có amoni và vừa có sunfat thì ta sẽ lựa chọn hóa chất là BaOH 2 lần. Nếu như đề bài không lựa yêu cầu phải là kim loại thì các bạn sẽ chọn kim loại là bari. Vì sao? Vì bari và bất kỳ dung dịch nào thì bari cũng sẽ cộng với nước để tạo ra BaOH 2 lần nhé. Về đây bài này chúng ta sẽ chọn dung dịch là bari hydroxit. Ta viết lại các chất mà đề bài yêu cầu. Rồi, đây là amoni clorua. Rồi, hóa chất mà chúng ta sẽ dùng chính là dung dịch và bari hydroxit các bạn. Rồi nhé. Như vậy là với natri clorua thì rõ ràng là sẽ không có hiện tượng gì cả. Bạn sẽ không có hiện tượng nhé. Với amoni sunfat thì các bạn sẽ có hai hiện tượng cùng một lúc, đó là thoát khí mùi khai. Và các bạn sẽ có thêm một hiện tượng nữa, đó là kết tủa trắng. Đó. Chương trình 1. Với kali sunfat thì bạn thấy là bari sunfat nó sẽ kết tủa. Ở đây thì hiện tượng là kết tủa trắng thôi. Phương trình 2. Và phương trình số 3 là muối amoni, amoni gặp OH trừ thì thoát khí mùi khai. Vậy là hiện tượng là hoàn toàn khác nhau. Như vậy là với cái bài này chúng ta bỏ một hóa chất là bari hydroxit là chúng ta đã đủ để nhận biết được cả ba hóa chất rồi. Chúng ta sẽ tiến hành viết các phương trình các bạn nhé. Phương trình 1 Rồi, các bạn sẽ có bari sunfat kết tủa
cộng với NH4 với OH trừ thì thoát khí NH3. Bạn cân bằng. Rồi, vừa khí vừa kết tủa. Phương trình số 2 thì chỉ có kết tủa trắng thôi, kali sunfat cộng với bari hydroxit. Bạn sẽ có bari sunfat kết tủa. Rồi. Phương trình số 3. Bạn sẽ có muối amoni đúng không? NH4. Các bạn cộng với BaOH 2 lần. Tạo bari clorua. NH4 cộng gặp OH trừ thoát khí NH3. Chúng ta cân bằng. Rồi, như vậy là rõ ràng là câu này là câu rất là khá là đặc biệt các bạn nhé. Chỉ sử dụng một hóa chất là bari hydroxit để nhận biết được. Và dấu hiệu là trong những cái bài nhận biết có nhiều muối amoni, trong đó có muối amoni sunfat, thì hóa chất chúng ta luôn dùng chính là BaOH 2 lần. Để chúng ta xong câu 3 các bạn nhé. Rồi, chúng ta đến với câu số 4, phần nhận biết. Ở đây, đề bài cho các hóa chất natri hydroxit 13G này, bari clorua, HCl và natri carbonat. Rồi, thì các bạn sẽ nhận thấy ở đây có một cái điều như hồi nãy chúng ta nói, đó là có gốc carbonat đúng không? Có gốc carbonat thì chúng ta sẽ nhận biết bằng H cộng vì thoát khí CO2. Có bari thì chúng ta sẽ nhận biết bằng gốc sunfat vì là bari sunfat kết tủa. Vậy chúng ta sẽ gộp lại điều đấy, thì chúng ta bài này chúng ta sẽ chọn dung dịch, đó là dung dịch axit sulfuric các bạn nhé. Vì H2SO4 có H cộng thì gốc carbonat sẽ có khí, có gốc sunfat thì bari này sẽ kết tủa, đúng chưa? Thì các bạn sẽ không có hiện tượng gì ở phản ứng đầu tiên. Mặc dù là phản ứng có xảy ra nhưng chúng ta không quan sát được bằng mắt và cũng không ngửi thấy bằng mùi, nên phản ứng nó cũng không thể dùng nhận biết được. Tiếp theo phần này chúng ta sẽ là có kết tủa trắng. Điều trắng là bari sunfat đã quá quen thuộc với các bạn đúng không? Còn tất nhiên ở đây sẽ không có phản ứng xảy ra. Không phản ứng nhé. Ở đây các bạn ghi là không hiện tượng đi. Đã, có phản ứng nhưng mà không có hiện tượng. Còn với muối carbonat thì thoát khí. Đó, thoát khí. Thoát khí. Phương trình số 2. Rồi như vậy là qua lượt bỏ đầu tiên thì các bạn đã biết được hai chất. Đó là bari clorua và natri carbonat. Còn hai chất là NaOH và HCl thì các bạn chưa biết đúng không? Thì khi đấy các bạn sẽ sử dụng lại cái hóa chất là Na2CO3 mà các bạn biết ở cách đầu tiên này. Chúng ta sử dụng lại cái dung dịch natri carbonat này để nhận biết hai chất còn lại. Vậy thì với đầu tiên với NaOH thì cũng không hiện tượng gì. Còn với HCl, H cộng khi gặp CO3 trừ thì thoát khí đúng không? Thoát khí. Phương trình 3. Và sau đó chúng ta sẽ biểu diễn phương trình. Phương trình 1. Bari clorua gặp axit sulfuric. Đấy, chúng ta sẽ có bari sunfat kết tủa trắng này. Cộng với HCl. Phương trình 2. Natri carbonat gặp axit sulfuric đúng không? Gốc CO3 gặp axit để thoát khí CO2. Ok. Phương trình 3 của chúng ta là chúng ta lấy muối carbonat này, chúng ta thử HCl. HCl có một axit các bạn, axit clohydric mạnh, thu được muối và cộng với khí. Đây cũng sẽ thoát khí như thế này. Đó. Vậy chúng ta đã xong cái bài số 3, bài số 4, phần nhận biết các bạn nhé.